cô sóc chuột tập thể dục buổi sáng tại ngôi nhà ở Nhật Bản tin từ Tokorozawa, Nhật Bản. Beke là một con sóc chuột hay còn được gọi là chipmunk. Nó rất yêu thích những bài tập thể dục và uống dẻo vào mỗi buổi sáng của mình trên chiếc giường mềm mại và ấm áp trong căn nhà của mình ở miền đông nước Nhật. Một đoạn video được đăng tải trên mạng Internet và các trang mạng xã hội vào tháng 2 đã cho thấy là cô sóc chuột Becky, 1 năm tuổi, thức dậy vào mỗi buổi sáng và nằm trườn ở trên giường của mình. Chủ nhân của con sóc chuột thường xuyên đăng tải các đoạn video ghi hình của con sóc cho biết nó rất thích gặm những mẩu hạt dẻ giòn tan, chơi đùa trong căn nhà búp bê và thư giãn trên chiếc võng mini của mình.